Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo trường Trung học phổ thông Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội tạm đình chỉ công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp cũng như vai trò tư vấn tâm lý học đường đối với cô giáo túm cổ áo kéo lê nữ học sinh lớp 12 trường này. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày mùng 2 tháng 10, đơn vị nhận được báo cáo của trường Trung học phổ thông Đa Phúc về sự việc liên quan đến cô giáo NTP, người túm cổ áo nữ sinh lớp 12 của trường gây hoang mang dư luận. Căn cứ luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019, căn cứ quyết định số 25 2021 quy đề UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh, kết luận chính thức vụ việc. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng trường trung học phổ thông Đa Phúc tạm đình chỉ công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp và công tác tư vấn tâm lý học đường đối với bà NTP theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu đơn vị cũng yêu cầu nhà trường bố trí giáo viên thay thế, đảm bảo đúng quy định hiện hành để hoạt động giáo dục của nhà trường diễn ra bình thường theo kế hoạch của đơn vị, đồng thời có phương án ổn định tâm lý cho học sinh.